Xin chào quý thầy cô. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách nhập nốt và ký hiệu bàn tay để soạn các bài hát và tập đọc nhạc để phục vụ quá trình dạy học cho quý thầy cô. Đầu tiên, thầy cô truy cập vào trang web musicor.org để tải phần mềm về máy. Đây là phần mềm soạn nhạc hoàn toàn miễn phí và có tiếng Việt. Sau khi tải phần mềm về máy và cài đặt, quý thầy cô mở lên và sẽ có giao diện như sau. Bước đầu tiên, quý thầy cô tạo cho mình một dự án làm việc mới như sau. Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị như trên màn hình. Tiếp theo, thầy cô tiến hành nhập nốt nhạc như sau. Sau khi nhập nốt xong, quý thầy cô tiến hành nhập ký hiệu bàn tay theo hướng dẫn như sau.
sau đó tiến hành đổi màu các ký hiệu bàn tay, nốt nhạc, dòng kẻ nhạc, khóa biểu, nhịp, vạch nhịp, màu nền tờ giấy, vân vân và mây mây. Sau khi đã xong, quý thầy cô tiến hành lưu file. Ngoài ra, quý thầy cô có thể chụp ảnh màn hình để sử dụng ảnh ghép vào các bài giảng trực tuyến. Để tạo thành video tập đọc nhạc, thầy cô dùng phần mềm quay màn hình Bandicam, sau đó bấm play trên Musicore và chúng ta sẽ có một video tập đọc nhạc hoàn chỉnh cho quý thầy cô giảng dạy. Em vừa hoàn thành xong phần hướng dẫn nhập nốt và ký hiệu bàn tay trên phần mềm Musicore. Chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ AD Đẹp Trai và Thân Thiện nha.